Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ đọc qua câu Thiên thủ thiên nhãn quán âm tùy tâm chú. Kính thưa các bạn, tùy tâm chú, tiếng Anh gọi là Close Heart Mantra, có nghĩa là chú được phát sanh từ tâm chú của Đức Bồ Tát. Tùy theo tâm nguyện cầu mà tất cả thiện nghiệp được thành tựu. Sau đây là câu chú Thiên thủ thiên nhãn quán âm tùy tâm chú. Câu chú này chúng ta sẽ đọc như sau. Om Vajradharma Hari. Om Vajradharma Hari. Om Vajradharma Hari. Đó, câu chú này thì chúng ta đọc như thế. Và các bạn có thể xem cái phần phiên âm màu tím ở dưới đây. Thì trong phần phiên âm này, chữ nguyên âm nào viết in thì chúng ta sẽ đọc hai nhịp. Nguyên âm nào viết thường thì chúng ta sẽ đọc một nhịp mà thôi. Chẳng hạn như chữ ôm, khi mà viết in như thế này thì chúng ta đọc chữ ô là hai nhịp. Ôm, ôm, đọc chữ ô hai nhịp rồi mới đóng chữ ô lại. Ha, là ôm, chứ chúng ta không đọc là ôm, không. Chữ kế tiếp là chữ Vajra. Chữ này gồm có hai âm. Âm đầu là Va và âm thứ nhì là Tra. Tra. Chứ không phải chúng ta đọc là ba âm là Va, Tra, Ra là không đúng. Mà chỉ là Dra, chữ Tra chỉ là một âm mà thôi. Mà ráp chữ J và chữ Ra lại. Cho nên ở đây phiên âm thì chúng ta để chịu khó chúng ta đọc là Dra. Chứ nếu mà để chữ J, Ra thì chúng ta thành ba âm thì nó không đúng. Chữ này cũng vậy. Chữ này chữ D với chữ H là chúng ta đọc âm bật là D, D. Thấy không? D. Chữ D, H, A này chúng ta đọc là D. Rồi có âm AR ở đây nữa, R. Âm AR này là chỉ đánh lưỡi thôi chứ không đọc là R ha. Nếu mà R, nếu mà chúng ta đọc R là sau chữ R phải có chữ A là chúng ta mới đọc là R, đúng không? Chỉ đọc là Dharma, Dharma. Không có đọc rõ là chữ R mà là đánh lưỡi thôi. Dharma, 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 Dharma. Chữ cuối cùng là chữ Hri. Chữ này đứng một mình á thì chúng ta đọc là Hrihi, Hrihi. Bởi vì chữ H có dấu nặng này là một Visarga thì theo luật tiếng Phạn là chúng ta sẽ lấy cái nguyên âm ngoài trước, chúng ta choàng ra ngoài sau và chúng ta đọc thêm cái âm đó thì là Hrihi. Thì khi chúng ta lấy cái nguyên âm ngoài trước á, là chữ Y dài. Nhưng mà khi chúng ta choàng ra ngoài sau á, là chúng ta choàng chữ Y ngắn, là chữ Y thôi, không có dấu gạch ngang trên đầu á. Chúng ta sẽ phát âm là Hrihi. Nhưng trong câu chú thì chúng ta không có cần đọc chữ Hi đó. Chúng ta chỉ đọc là Hri. Chúng giống như cái hơi chúng ta hà ra thôi. Hri, Hri, Hri. Đó. Ấn này gọi là Thiên thủ thiên nhãn quán âm tùy tâm ấn, còn gọi là Diệu hương ấn hay Đại bi bạc khổ ấn, thì chúng ta bắt như thế này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại để chúng ta đọc câu chú thêm một vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt. Om Vajradharma Hari. 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 Om Vajradharma Hari.
Om Vajradharma 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 Đó. Câu chú này thì cũng rất là dễ đọc. Xin kính chúc các bạn đọc tốt câu chú này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.